Vũ Trung, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả với bản tin tức nổi bật chiều hôm nay thứ ba. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, gửi lời chào Vũ Trung. Vâng, xin chào anh Hoàng Trọng Thùy cùng quý khán thính giả. Anh theo dõi tình hình chính trị của nước Mỹ, anh có cảm thấy ngạc nhiên chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ mà nó thay đổi cục diện hầu như hoàn toàn ấy? Vâng, cái này là cả thế giới chứ không phải là người dân Mỹ. Thì cái gì nó đến là nó đến, nó kiểu hồi vốn là như vậy. Nhưng mà tôi rất lấy làm lạ là cái ngôn ngữ của những người làm chính trị đấy. Trước khi ông Biden từ chức thì ông đã không hơn một lần ông nhất định là ông không từ chức. Cho dù như thế nào chứ nữa, tưởng rằng là không thể nào chịu đựng cái sức ép. Nhưng mà cuối cùng thì miệng nói thì nói, nhưng mà sau đó từ chức là vẫn cứ từ chức. Và rồi cái ngạc nhiên nhất là từ chức như thế này, và rồi thì có bà Kamala Harris có cái điều kiện để mà tiếp nối cái con đường của triều đại Biden. Dạ. Cái vấn đề chính ở đây đó, thưa quý vị, trong các cuộc phân tích đó, cái áp lực có quá lớn luôn. Anh nói là như vậy, nhưng mà đằng sau lưng anh đó, những người thân nhất của anh, những người từng phục vụ chung với anh, trong đó có các thượng nghị sĩ và kể lãnh đạo khối đa số của đảng Dân Chủ, Chuck Schumer nữa. Rồi bên phía Hạ Viện cũng đảng Dân Chủ nữa. Nancy Pelosi là người đứng ủng hộ ông Biden lần đầu tiên, đằng sau lưng ông bao nhiêu nữa. Obama mà cứ đứng đằng sau thúc anh, sao anh chịu nổi. Chưa kể đó là tiền. Thưa anh, bao nhiêu những người ủng hộ cho đảng Dân Chủ tuyên bố họ không đóng góp tiền hết. Và anh biết đó, trước khi mà Harris lên đó, họ nói cái quỹ tranh cử của ông cạn kiệt. Họ xài quá tay để tấn công Trump, tấn công Đảng Cộng Hòa đó. Để trong thời gian xảy ra Đại hội Đảng Cộng Hòa đó, họ bỏ bao nhiêu tiền. Mà mỗi một ngày cái tiền quỹ cho Đảng Dân Chủ yếu kém. Ngược lại đó, bên phía Đảng Cộng Hòa ông Trump đó, thì cái số tiền nó khủng khiếp luôn. Tức là sau khi ông Trump mà bị truy tố, đây là cái điểm đáng chú ý nữa, bị truy tố là tiền nó lên mấy chục triệu. Rồi sau khi ông bị ám sát một, tiền lên mấy chục triệu. Rồi Đảng Cộng Hòa diễn ra, nó tiền lên mấy chục triệu nữa. Rồi bên phía tỷ phú ủng hộ cho ông phó, tuyên bố là ủng hộ 50 triệu, 100 triệu vân vân nữa. Quá nhiều luôn. Thì áp lực đó làm sao anh chịu nổi? Có thể nói cái hình ảnh mà cái câu chuyện mà tái ông thất mã đó. Ừ, ông Trump ông bị khổ ải như vậy nhé, đùng cái tự nhiên nó giải thoát được đủ mọi thứ hết, xong đùng cái lại tới phiên ông Biden từ chức, kể cả ông Trump cũng không ngờ được. Tôi không cho là cái sự từ chức của ông Biden là theo quy trình, hay là tôi cũng không có nại cớ là vì lý do là đến độ mà cả Pelosi như anh nói, đến độ cả cựu tổng thống Obama là những người luôn luôn đứng sát cánh cạnh Biden mà cũng phải ngỏ ra một cái lời. Thôi đến lúc anh nên ngừng chân thì ông áp lực tôi thấy quá lớn, chịu càng quá. Rồi chuyện như anh nói là chính xác nhất là tiền ở Mỹ này, cái gì cũng cái quỹ tranh cử. Nhưng mà thưa anh, là thì chúng ta nói chuyện này thì có cái thông tin cho thấy là trong một ngày mà bà Kamala Harris sẽ thu được mấy trăm triệu phải không? Thì bây giờ anh nhìn cái bây giờ mình khoan nói tới Dân Chủ hay Cộng Hòa nữa, mình nói tới chung. Hai người thôi, hai ứng viên thôi. Mà bây giờ anh một ứng viên già nua như ông Biden, rồi một ứng viên trẻ như là J.D. Vance, hình ảnh nó đưa ra, đó là cái hình ảnh khởi đầu. Thì hình ảnh nó đưa ra như thế là cử tri họ nhìn, Đảng Cộng Hòa bây giờ có những cái nhân vật trẻ tuổi ha, tốt nghiệp trường Yale ha, tài năng thông minh ha, có những cái tác phẩm mà bestseller ha, lại là người đến từ California mới ghê chứ, nằm trong ổ của đảng Dân Chủ ở San Francisco mà bây giờ đứng phó cho ông Trump. Thì anh thấy rõ ràng cái hình ảnh lúc mà J.D. Vance lên đó, bao nhiêu người ngưỡng mộ, là tiền vào rồi, bao nhiêu thấy là và cái điểm ở đây là bên phía ông Trump như anh nói là cứ đinh ninh phải là Biden. Đúng rồi. thì cái tuổi tác khác nhau có nhiêu? 3 tuổi thôi anh. Nhưng mà được cái, nếu mà nhìn vào thì thấy ông Trump dầu sao vẫn là người
khỏe mạnh hơn, ăn nói bộc trực rồi mạnh mẽ hơn, thẳng thắn hơn. Còn ông kia thì cứ lắp bắp. Thì nói cái chuyện đó thì riêng với cái hình ảnh giữa Cộng hòa với Dân chủ với hai các ứng viên đó, mình thấy là nó sa sút quá. Mà nó sa sút thật. Ngay cả những người từng ủng hộ mạnh mẽ nhất cho đảng Dân chủ cũng lắc đầu nói chết, cái kiểu này là tiêu. Tiêu nếu ông Biden tiếp tục ở lại. Và bây giờ thì anh thấy sao? Một cái hình ảnh của một người phụ nữ gốc Phi Châu, có chồng là Do Thái, mẹ là Ấn Độ, lại là một người đến từ California, rồi bộ trưởng tư pháp, công tố viên của California, một tiểu bang có cái nền kinh tế lớn nhất nước Mỹ, dân số lớn nhất nước Mỹ, thượng nghị sĩ, một bên là làm phó cho ông, 59 tuổi. So với ông Trump như thế thì anh nghĩ sao? Cái hình ảnh của anh chị, tôi chỉ nói nếu mà anh không biết gì về chính trị hay là đại khái như thế mà nhìn hai ứng viên mà thôi đó. Tôi chỉ hy vọng rằng cái hình ảnh nổi bật của ông JD Vance nó sẽ là một hình ảnh như mọi người mong tưởng, mong đợi. Thứ nhất học giỏi, thứ hai con nhà nghèo trải qua những cái khổ những cái khổ ải của hoàn cảnh gia đình, từ một gia đình thực sự cái hoàn cảnh của ông JD Vance là hoàn cảnh của một người theo Dân chủ. Bởi vì bên phía Dân chủ họ vấn đề mà nghiện ma túy nè, hay ha, bộ tội phạm nè ha, gia đình ly dị nè ha, nó ngược hoàn toàn với những cái tiêu chuẩn về giáo dục của gia đình gốc Cộng hòa. Cộng hòa là họ huấn dạy dỗ con cái đàng hoàng mọi thứ lắm. Đó. Mà chúng ta thấy như thế, tôn trọng Thượng Đế, trong đó Chúa, thờ phượng Chúa, những cái tiêu chuẩn về đạo đức đó, nó cao hơn. Quý vị mà khán giả muốn tìm hiểu thêm về nhân thân của ông JD Vance, thì quý vị ở trên Netflix, nếu có Netflix thì đi vào tìm cái phim đó gọi là J.D. Hill Billy, cái tựa cuốn phim nó nói về một cái số người ở cái đồi, gọi là ở cái đồi tên là Billy bên Ohio. Dạ. Yeah. Và trong đó thì gia đình của ông JD Vance là hoàn cảnh rất là tội nghiệp, là ông bà ngoại thì cứng cỏi về mặt suy nghĩ, nuôi ông. Yeah. Rồi ông ngoại mất, rồi bà ngoại cũng mất, thì Vance sẽ chơi vơi và đi học thì bị bully. Yeah. Chúng ta xem cái phim đó thấy cái cảnh mà bà mẹ bà ấy chán đời, bà ấy lập gia đình quá nhiều lần mà bà tát xối xả ông Vance này. Và chưa kể ông Vance này cũng giữ được những cái tư cách mà nó thể hiện con người ngày hôm nay. Tôi nói ví dụ chẳng hạn, xin lỗi quý vị, là bà mẹ của JD Vance làm y tá, nhưng mà bà ấy chích gọi là heroin ấy, rồi cuối cùng bị sa thải và bị mất cái bằng bằng y tá. Và muốn lấy lại cái bằng y tá thì bà phải qua cái tiến trình là phải thử lại cái nước tiểu. Thì thưa quý vị khán giả, thì cho thấy là JD Vance nếu thật như vậy, trong hồi ký như vậy, thì quả thật là hồi nhỏ đã có những cái rất là đặc biệt thể hiện ra. Ông nhất định không chịu lấy nước tiểu ông thử. À, ông có những lý do của ông, nhưng mà trong những lý do đó vẫn có tính cách thương mẹ. Bà ngoại thì cũng là người cứng cựa thẳng thừng. Bà khuyên là, bà bảo là bà hiểu, nhưng mà vẫn khuyên là JD Vance, mày phải làm đi, bởi vì người đó là mẹ. Và cái sự khác biệt rất lớn đó là mặc dù xuất thân từ một gia đình gặp quá nhiều các khó khăn như thế, nghèo, bạo động ma túy, rồi bị bạo lực hành hại trong gia đình, vậy mà khi lớn lên ông đã đạt được những cái điểm mà ông chỉ nhớ được những cái lời của bà ngoại khuyên để mà trở thành thành công. Sau đó còn lấy được một người vợ gốc Ấn Độ nữa, thưa quý vị, và cũng từ trường Yale thành đạt, thông minh phải nói. Thế nhưng đó là điểm về cái tiểu sử của ứng viên phó tổng thống của ông Trump. Nhưng mà cái khó ở đây đó là những cái gì mà bên phía đảng Cộng hòa cần đối đầu với đảng Dân chủ. Chúng tôi tiếp tục với đề tài này ngay sau bản quảng cáo.